cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2012 đã qua vòng sơ tuyển, 8 gương mặt xuất sắc nhất đã được chọn để bước vào vòng thi bán kết. Đó là Nguyễn Công Minh Chí, số báo danh 1, Nguyễn Thành Trung, số báo danh 2, Hoàng Linh Thủy, số báo danh 3, Lê Minh Ngọc, số báo danh 4, Nguyễn Thị Khánh Ly, số báo danh 5, Lâm Thị Trà My, số báo danh 6, Bùi Đại Dương, số báo danh 7, Trần Thị Hồng Nhung, số báo danh 8. Ai trong số các thí sinh trên sẽ giành giải Ánh Vàng năm nay? Đón xem và bình chọn cho sự kiện này trên dịch vụ hosting của truyền hình MyTV. MyTV hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2012.